Chào mừng cô chú và quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thế giới nhà đất hôm nay. Hôm nay Thế giới nhà đất sẽ gửi tới cô chú và quý anh chị một cái lô đất nhà vườn, lô góc hai mặt tiền, siêu rẻ, siêu đẹp luôn. Năm ngoái thì bán là khoảng 14 tỷ, nhưng năm nay thì giá thị trường xuống cũng như chủ đang cần bán gấp nên chỉ bán là 9 tỷ thôi anh chị. Với diện tích là bề ngang là 15, bề sâu là 25. Tổng diện tích là 370 m², hướng này là hướng đông nam nha anh chị nha, rất là đẹp luôn, nằm trong cái khu là nhà biệt thự vườn của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, rất là đẹp. Lô góc hai mặt tiền nằm ngay khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, 15 x 25, rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, đây là những căn nhà vườn nằm ở khu nhà vườn khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành nha quý anh chị. Giá 9 tỷ cho anh chị đầu tư, hay là anh chị có thể là mua để xây một căn cái biệt thự vườn vô cùng là đẹp luôn, lô góc hai mặt tiền hướng đông nam, có diện tích là 5 x 25, có diện tích là 15 x 25 nha quý anh chị. Wow, quá tuyệt vời luôn, điện âm nước máy, vỉa hè cây xanh, thoáng mát vô cùng luôn anh chị ạ. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì cứ để lại số điện thoại hoặc là gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Rất đẹp. Ok, anh chị nào mà quan tâm cái lô góc hai mặt tiền khu nhà vườn, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành thì anh chị có thể là gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình anh chị. Em sẽ trao đổi chi tiết cụ thể hơn anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.